Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, cũng như tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Kính thưa quý vị, trước những tin đồn đoán về con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ trong nay mai, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc mới ra một thông báo để trấn an lòng dân. Theo đó, tại Hoa Nam buổi sáng, thông luận viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc số ra ngày hôm nay có một bài viết mang tựa đề "Tên lửa bắn vào đập Tam Hiệp chỉ như muỗi đốt thôi". Nội dung của bài báo này chắc hẳn mới nghe thấy cái tiêu đề người ta đã hiểu hết chẳng cần phải đọc. Chính quyền Trung Quốc khẳng định con đập này có sức chịu đựng cực lớn, đến mức tên lửa của các nước bắn vào chỉ như gại ngứa mà thôi. Và rằng với chiều cao 181m và được xây dựng bằng 28 triệu tấn bê tông, 463.000 tấn thép, đập Tam Hiệp được ví như một pháo đài thép khổng lồ. Bởi vậy, những thế lực nào đang có ý định phá hủy đập Tam Hiệp thì nên dừng ngay những ý nghĩa đó lại, bởi nó chẳng đem lại tác dụng gì mà còn gây thiệt hại cho bản thân. Những lời tuyên bố trên của chính quyền Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh được cho là con đập Tam Hiệp sắp đến ngày tận số, bởi mực nước trên 250 con sông của Trung Quốc đang dâng lên quá cao, mức báo động đỏ và tiếp tục còn dâng cao trong tháng 7 và tháng 8 tới. Tất cả các hồ chứa của những con đập, trong đó có cả đập Tam Hiệp, cũng đều cao quá mức báo động đỏ. Điều này chứng tỏ chính quyền Trung Quốc cố tình trấn an lòng dân mà không chịu chấp nhận một thực tế bẽ bàng. Tờ Taiwan News vào ngày hôm nay ra thông báo nếu đập Tam Hiệp nằm ở các nước tư bản thì họ sẽ ngay lập tức thông báo tới người dân về sự nguy hiểm cận kề để cho người dân được biết. Sau đó, họ sẽ hỗ trợ cho dân chúng khẩn cấp di tản ra khỏi khu vực nguy hiểm này. Ngược lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc thay vì đưa con dân của mình đi di tản thì họ lại cho trấn an lòng dân bằng cách lừa dối họ. Theo Taiwan News, chính quyền Trung Quốc nên khẩn cấp đưa 600 triệu người dân Trung Quốc đến một nơi an toàn, không nên đùa giỡn với tính mạng của 600 triệu người dân như thế. Tờ Taiwan News sau đó đã liệt kê hàng loạt những dẫn chứng cụ thể để khẳng định rằng chính quyền Trung Quốc đang lừa dối dân chúng. Thứ nhất, nếu đập Tam Hiệp kiên cố như vậy, tên lửa bắn vào đập chỉ như muỗi đốt thôi, thì chính quyền Trung Quốc đâu cần phải hao tốn một lực lượng quân đội hùng hậu để bảo vệ con đập Tam Hiệp. Lực lượng bảo vệ đập Tam Hiệp, theo ước tính của các nhà quân sự, chi phí mỗi năm tốn khoảng 200 triệu đô la. Số tiền này đã tăng lên thành 300 triệu đô la mỗi năm khi Đài Loan tuyên bố sẽ dùng tên lửa tấn công đập Tam Hiệp. Thứ hai, suốt nhiều ngày qua, chính quyền đã liên tục xả nước vì sợ đập Tam Hiệp không thể chịu nổi sức ép của 42 tỷ khối nước khi vượt đến ngưỡng 175 mét, mà vấn đề quan trọng nhất là không dám thông báo cho người dân biết về việc xả lũ này. Đến khi bị phát hiện rồi mới ra thông báo là xả lũ, nhưng không dám nói đúng ngày mà chỉ thừa nhận xả hai cửa xả lũ. Thứ ba, hình ảnh vệ tinh của Google đã tô cả bờ đê đập Tam Hiệp uốn lượn như hình chiếc võng để cảnh báo người dân. Đó là sự thật không thể chối bỏ được. Tại sao Trung Quốc đòi kiện Google khi nói lên sự thật này? Nếu vững chắc thì đâu phải lo sợ cuống cuồng lên như thế. Thứ tư, công ty quản lý thi công đập Tam Hiệp phải thừa nhận ở thời điểm của giai đoạn thi công vì thời gian gấp rút nên đã tiến hành xây dựng nhiều khâu không đúng với kỹ thuật ban đầu đề ra. Điều này sẽ dẫn tới sự đàn hồi của sắt, thép, bê tông không đúng tiêu chuẩn, gây nên sự uốn cong của một số đoạn đê mà Google đã chụp được. Những đoạn đê này sẽ không thể chịu được sức ép quá lớn của nước như động đất, sạt lở đất hoặc sóng thần gây ra. Quý vị thân mến, ngay sau khi tờ Taiwan News của Đài Loan đưa tin những nhận xét này, phía Trung Quốc đã có những lời đe dọa đến người đứng đầu Đài Loan là bà Thái Anh Văn. Người phát ngôn Trung Quốc là ông Cảnh Xả đã tuyên bố rằng Đài Loan nói sao thì nói vẫn là người của Trung Quốc. Người đứng đầu của quốc đảo này không nên dung túng cho những luận điệu xuyên tạc nói trên. Một mai Đài Loan và Trung Quốc về một nhà, những tờ báo đại loạn như thế sẽ không được nhà nước Trung Quốc tung hô, thay vào đó sẽ bị tẩy chay nếu không muốn nói là không còn đường sống. Rõ ràng rằng chính quyền Trung Quốc đang muốn du ngụ lòng dân bằng cách đưa ra những lời tuyên truyền về sự vĩ đại của con đập Tam Hiệp, nhưng điều đó có vẻ như bây giờ đã mất tác dụng với người dân Trung Quốc.
Nếu như cách đây hơn một tháng, nhiều người dân Trung Quốc tin vào chính quyền, tin vào con đập thiên niên kỷ này là vĩ đại nhất trên hành tinh đến cả ngàn năm sau không vỡ. Nhưng thực tế hiện nay đã cho thấy người dân có muốn tin cũng chẳng được. Chỉ riêng 2 tuần qua trong tháng, 2 trận động đất liên tiếp xảy ra trên đầu thượng nguồn đập Tam Hiệp. Tam Hiệp cho xả lũ, người dân bị ngập chìm trong nước, không có lối thoát để di tản. Tin thảm họa, thủ đô Bắc Kinh tràn ngập châu chấu và nước biến thành máu. Các bạn thân mến, dường như những dị tượng rất thích xuất hiện ở đại lục mà nhiều người cũng không hiểu lý do vì sao, thì mới đây lại thêm một thông tin gây sốc. Dẫn lời trang tin Sohu vào sáng nay, vào khoảng 7 giờ 45 phút theo giờ địa phương, bầu trời tại Bắc Kinh bất ngờ xuất hiện những chùm sét lớn, lóe sáng một cách ma quái. Đây là kết quả của một cơn dông lớn kéo qua khu vực này. Hàng loạt tia sét rội xuống thành phố Bắc Kinh và bị các cột thu lui trên nóc cao ốc hút sạch, kèm theo đó là tiếng sấm nổ vang trời. Khoảng 15 phút sau thì tại khu vực quảng trường Thiên An Môn, hàng ngàn đàn quạ đen từ hướng đông bắc tụ tập thành đoàn, bay tán loạn trên bầu trời Bắc Kinh, kêu la thảm thiết, gào thét như ai oán, ai nghe cũng phải sợ người. Người xưa có câu, đất lành chim đậu, đất dữ chim bay, quả là không sai. Trong đoạn video mà người dân quay lại được hàng ngàn những đàn quạ này hòa cùng với những đám mây đen cả trời đất, đặc biệt nhất là đám mây này có hình dạng như một con quái thú khổng lồ bao trùm mọi ngóc ngách của thành phố Bắc Kinh. Nhìn vào video, chúng ta có thể thấy đám mây này trông rất là kỳ lạ. Chúng phân rẽ ra một bên nắng, một bên mưa và cũng khiến cho bầu trời ở Bắc Kinh vốn chìm nghỉm trong bóng tối. Cảnh tượng không khác gì như đang ở dưới âm phủ vậy. Người dân Bắc Kinh khóc lóc nói rằng sắp tới lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Theo nhiều người cho rằng, điểm lạ xuất hiện như vậy, chỉ trong vòng 7 ngày tới, nơi đó sẽ xuất hiện tai ương khủng khiếp. Còn nhớ vào cuối tháng 1 năm 2020, một đàn quạ từng xuất hiện hàng ngàn con bay khắp bầu trời Vũ Hán. Người dân không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi người dân ở Vũ Hán phát hiện ra cạnh mình đã có người chết vì virus corona. Chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể che giấu tình hình thực sự. Mọi người mới nhận ra rằng chắc chắn ở đây có rất nhiều người tử vong. Cụ thể có bao nhiêu người thì có lẽ họ không rõ, nhưng nhiều tới mức kích hoạt xảy ra phản ứng liên hoàn tự nhiên thì không còn là vấn đề đơn giản nữa rồi. Tới lúc đó, mọi người mới biết được những con quạ này sớm đã ngửi thấy sặc mùi của sự chết chóc. Nói cách khác, chúng có thể ngửi thấy mùi của một người sắp chết mà con người chúng ta không thể có khả năng đó. Vì vậy, chúng sẽ lượn vòng quanh một người để chờ tới lúc người đó chết đi. Đó là vì sao trong văn hóa Trung Quốc, quạ được coi là điểm không lành và luôn được liên kết với cái chết. Trong khi dị tượng xuất hiện ở thành phố Bắc Kinh, cũng trong cùng ngày, người dân cũng chia sẻ những đoạn video trên 753 con sông lớn nhỏ ở Trung Quốc, mực nước không ngừng dâng cao vượt mức báo động đỏ cho phép. Trong khi một số ngôi làng ở Tây Tạng và Tân Cương, hiện tượng lở đất lũ quét vẫn đang hoành hành. Nhìn vào video, chúng ta có thể thấy một phần của ngọn núi gần ngôi làng Xoang ở Tân Cương bị sạt lở nghiêm trọng, kéo theo một lượng lớn đất đá và cây cối đổ sập xuống bụi bay mù mịt. Người dân Trung Quốc đang rất hoảng sợ trước hàng loạt thiên tai ập xuống. Giờ đây người dân chỉ biết khóc lóc, ăn năn và van xin mẹ thiên nhiên hãy tha tội cho họ. Quay lại với cảnh tượng ở Thiên An Môn, người dân Bắc Kinh đã quay lại cảnh tượng kinh hoàng trên và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, cầu xin thế giới cầu nguyện cho Trung Quốc sớm vượt qua những tai ương này. Hiện giờ, không chỉ người dân Trung Quốc và người dân cả thế giới rất lo lắng và hoảng sợ, luôn gửi đến lời động viên và trấn an người dân Trung Quốc. Không ai biết được đàn quạ này xuất hiện sẽ mang theo những điểm gờ gì. Phải chăng Trung Quốc sắp tới ngày tận thế, khi mà trong những năm gần đây Trung Quốc đang phải chứng kiến nhiều thiên tai, dị tượng bất thường liên tục xuất hiện ở khắp nơi, khắp đại lục, từ sóng thần, bão tố, lũ lụt, dị tượng gây sợ, đặc biệt là dịch bệnh. Các bạn thân mến, dẫn lời Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, vào tối ngày hôm qua, vào lúc 22 giờ 19 phút theo giờ địa phương, dự báo bão số 4 có tên quốc tế là Hanabi bất ngờ đổ bộ về phía nam Trung Quốc với vận tốc kinh hoàng và hiện đã tiến vào đảo Hải Nam và là vị trí chiến lược quân sự quan trọng của Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Đúng như các nhà quan sát khí tượng nhận định, siêu bão lần này diễn biến khá phức tạp và không theo một quy luật nào, vì trước đó cơ quan khí tượng Trung Quốc còn dự báo là bão sẽ suy yếu trước khi đổ bộ vào nước này. Nhưng giờ đây tất cả mọi dự đoán đều sai chệch, khiến nhiều cư dân mạng quốc tế phải thốt lên đại siêu bão số 4 Hanabi ngông cuồng như chính giới cầm quyền Trung Quốc Tập Cận Bình.
Thưa quý vị, thông tin này cũng đã nhanh chóng được Cục Khí tượng Thủy văn của Trung Quốc xác nhận siêu bão Hanabi đổ bộ vào đảo Hải Nam vào lúc 6 giờ 45 phút theo giờ địa phương trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào 2 ngày tới. Siêu bão di chuyển với vận tốc 220 km/h, giật cấp 16-17 kèm theo lốc xoáy và mưa đá dữ dội. Cùng với đó là những tia sấm sét nổ vang trời đã đổ bộ vào thành phố Tam Á ở đảo Hải Nam, Trung Quốc, phía nam của hòn đảo rộng 34.000 km2. Nhiều người cho rằng vì Trung Quốc gần đây vẫn hung hăng khi đem tàu chiến ra Biển Đông gây hấn với các nước nên mẹ thiên nhiên quyết tâm san phẳng hòn đảo Hải Nam, nơi mà Trung Quốc lập một căn cứ quân sự hùng hậu nhằm cân bằng với sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình. Đặc biệt, phải kể đến đội tàu ngầm trực thuộc hạm đội Nam Hải của nước này cũng như hỗ trợ về mặt hậu cần và quân sự cho công cuộc xâm chiếm biển đảo của các nước láng giềng. Đây chính là nguyên nhân vì sao mẹ thiên nhiên buộc phải ra tay trừng trị Trung Quốc. Thông tin trên đã gây chấn động cho giới chức Tập Cận Bình. Trong video mà người dân ghi lại được, mưa to gió lớn đã khiến biển động dữ dội, tạo nên những cơn sóng biển khủng khiếp cao hàng trăm mét, nhấn chìm toàn bộ tàu thuyền của Trung Quốc đang neo đậu trên bờ. Mưa đá cũng đã khiến cho các tàu bè đang neo đậu bị móc méo, biến dạng, gãy khung sườn. Lốc xoáy đã thổi bay hàng ngàn tàu đánh cá cùng với những tàu khai thác dầu khí trái phép của Bắc Kinh. Ngoài ra, các căn cứ quân sự, nhiều đường băng, trường trại trên đảo Hải Nam bị đánh sập hoàn toàn. Theo Bộ Ứng phó Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, tính đến sáng nay, nhiều khu resort xinh đẹp cũng như khách sạn cao tầng sang trọng tại đây đã bị tốc mái và bị mưa đá rơi xuống làm vỡ hàng ngàn cửa kính. Mưa to cũng đã khiến cho khu du lịch tại đây bị nước ngập sâu từ 2 đến 3 mét. Có nhiều khu vực lượng mưa đo được lên tới 400mm. Đường xá hay hệ thống cầu cống, đèn đường, cây cối bị gió quật ngã, nằm la liệt, cảnh tượng hoang tàn trông rất khủng khiếp. Chính quyền địa phương ở khu vực này đã tiến hành sơ tán gấp gần 850.000 người dân ở khu vực đã bị bão đi qua đến nơi tránh trú an toàn. Theo người dân nơi đây kể lại, cũng từng có những siêu bão mạnh đổ bộ về đây, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến siêu bão mạnh như thế này. Theo thống kê sơ bộ thì ước tính thiệt hại khoảng 42 tỷ đô la Mỹ. Trung tâm dự báo khí tượng quốc gia Trung ương Trung Quốc cũng đã phát đi thông báo khẩn cấp, kêu gọi người dân phải nâng cao cảnh giác và tìm nơi tránh trú an toàn. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!